Bên này thì là Roman tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, mấy ông này đến 1-2-1-5 dễ nhầm lắm này. Và chip boy cầm Seng. Như vậy là Seng Roman và Seng cho Son. Con Seng nổ hai phát tơn đầu. Đây là chip boy. Bài chip boy hoàn toàn có thể ăn được hiệu S, nhưng chip boy quyết định đóng G. Bài Seng là khá đẹp đấy. Ổn rồi, ổn rồi. Trận đầu tiên. Và đến với trận đấu đầu tiên thì xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa đào duy Việt Nam đã tài trợ trang thiết bị để đội ngũ kỹ thuật viên GTV Studio thực hiện chương trình này. Các bạn có thể theo dõi trên mobile TV. Vâng, lỗi con hiệu đầu, lỗi một điều, tí đóng S ăn được một tí thịt, không vấn đề. Vâng, xem trên mobile TV các bạn có thể theo dõi qua các thiết bị smartphone cũng như là có thể truy cập thẳng vào website gentv.vn để có thể theo dõi qua các thiết bị PC và laptop. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đối đầu này. Vâng, tôi đã bảo rồi, 4C thì về. Vâng, còn nếu mà muộn quá rồi thì thôi 4-1 hoặc 5-2 cũng được. Vâng, chiều nay thì mình thì thường phán lô lúc 17 giờ, thành ra là các bạn cứ để ý, có thể chả cần phải xem trận đi đấu hay làm cái gì cả, có thể là cứ 17 giờ vào nghe lô thôi là được. Vâng, có thêm quả phụ dành cho game thủ Hello Chiboy, có thêm bảy hiệu nữa, như vậy đồ đã đủ dành cho Seng tới từ Chiboy. Bác quả phụ hơi khắm. Vâng, đây là bài đánh cung tới từ Seng, tôi nghĩ là vậy. Một Seng, một Roman. Vâng, đây là chiếc BS đầu, nhá thêm tí hiêu. Cùng xem bài của sẻ có chém được hay không. Đây là bài có hiêu, có voi, có quả phụ, nhưng quả phụ cũng hơi khắm. Vâng, hai ông này không biết ăn cái gì. Như vậy là sẻ đã đủ đồ rồi. Bài 3 voi về. Nếu không có gì đột biến thực sự khủng khiếp thì có lẽ đây sẽ là 1-0 dành cho team Game TV trong trận đấu đầu tiên, khi mà quân là lợi thế hơn. Seng cho Son của Hà Nội đối đầu với Seng Roman của Game TV. Hỏng. Vâng, chim sẻ vừa câu voi chết dần. Như vậy là chim sẻ ở cánh Seng. Chim boy báo về cạnh nhà màu 6, người cầm cho Son game thủ về lớp. Trong đó Seng là của game thủ Quýt. Liệu có phải là một thế trận 2 chém hay cũng là 1 cung 1 chém dành cho các game thủ bên phía Hà Nội? Ngày hôm qua thì cặp đôi này đã giành chiến thắng trước cặp đôi Hè Hồng Anh với tỷ số 4-1. Vâng, một cái tỷ số cũng khá đắng tới từ Hè Hè và Hồng Anh. Mặn mặn, mặn chát luôn. Vâng, theo những thống kê không được chính xác. Ơ kìa. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Mất cả voi và mất cả hiêu. Xin các bạn, mất cả voi và mất cả quả luôn. Thôi thì không ăn được thì ta đạp đổ. Hỏng rồi, hỏng rồi. Vâng, kích đời ở 7 phút 30 dành cho bài 25-1 của game thủ chim sẻ. Hỏng, 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 hỏng. Vâng, xem có cái đồ ăn gì nữa không. Như vậy chip boy đang chỉ đồ. Chip boy đang chỉ đồ dành cho game thủ chim sẻ. Dân gỗ hơi tắc một tí. Như vậy sẽ là đóng chiếc BS ăn cả hiêu và cả voi. Chip boy chỉ đồ. Được lắm em ạ. Ưng lắm. Như vậy là cũng là ăn tranh với nhau. Bên, vâng, bên cái cánh của game thủ về lớp và game thủ Hello Chip Boy. Còn đây là sẻ. Vẫn cứ là ok thôi. Một bài quấy chín của game thủ chim sẻ. Chớm sang 10 khi mà bây giờ mới đóng nhà. Úi giời, Seng đánh chém dành cho Quýt. Con giò chưa có cái gì. Kích đời ở 10 phút 15 dành cho sẻ. Gặp một bài Seng đánh chém. Hay. Seng đánh chém thì tôi nghĩ rằng là sẻ vẫn cứ là thủ ngon.
ngựa giò của đối phương đang là ngựa giò công giáp đầy đủ, trong cái đó ngựa giò của game thủ chim sẻ tơn đứng dốc của chim sẻ, và ngựa giò thì đang ô mô đóng được chiếc bé ăn vàng. Chiếc bé này mà bị tê công thì tôi chỉ có phá ép chạy thôi. Lên ba xong dành cho game thủ Quýt Cam, pha vẩy rất nhanh tay nhưng hình như vẫn lọt cái bãi gỗ đang bò. Lạc đà đã có rồi, chim sẻ đang phải bò nhà khi đối đầu với một bài seng và đánh chém không có pha vẩy tới từ Quýt Cam. Vâng, như vậy là kín, nâng bánh xe sóc chém. Đối phương đang đi tìm đồ ăn hoang tới từ game thủ chim sẻ, nhưng chim sẻ đang giấu phủ, đúng là tê công tới từ người cầm xiang. Lối đánh rất cục xúc, cực kỳ cục xúc. Ra giết con cung tê này và sửa bãi gỗ, tạm thời chết mất 3 dân ở bãi vàng. 4 dân 4-0, 4 dân. Khả năng chơi phù của sẻ sẽ bị giảm thiểu đáng kể. Có cung G, 1L và 1A tới từ game thủ Quýt Cam để hạ gục chim sẻ. Khả năng thủ dẻo của sẻ chưa được thể hiện, khi mà cái bài này thì khó thủ. Có cung R bắn bãi gỗ, sẻ bắt đầu có bánh xe. Vâng, phù thủy phải phù được một con lạc đà, may ra thủ được chiếc BL thứ hai dành cho sẻ. Vâng, phù được một con lạc đà, tham lai chỉ còn 21 dành cho sẻ. Cánh bên kia chip boy sao, đối phương xây lờ trong nhà chip boy. Một pha đánh khá dị tới từ game thủ về lớp. Vâng, bò rất nhiều nhưng bây giờ thì vẫn đang gặp khó khăn trước game thủ về lớp. Vâng, pha chém gắt tới từ game thủ về lớp, chip boy cần phải chạy dần ở ruộng đi. Vâng, để đối phương xây lờ trong nhà rất khó chịu. Và có sự chéo sang tới từ seng của game thủ Quýt Cam. Dân chém đang là đang khá đau. Và có cả cung R, 100 gỗ dành cho sẻ. Chip boy đang yếu. Vẫn tiếp tục là thủ được nhưng cần phải dẻo hơn. Vâng, cần phải dẻo hơn để bắn chết hai con chém này. Tham lai đang là 3-3 dành cho game thủ Hello Chip Boy, nhưng đang khá yếu. Tiếp tục giết con chém của game thủ về lớp và đứng bắn lổ cái nhà BL này đi. Một vài con đi bắn về lớp luôn. Còn đây là sẻ, tham lai chỉ còn là 17. Bài của Quýt Cam đã đẹp và đang trâu lên. Sẻ đang ăn hoang thêm một bãi quả nữa. Có chéo sang nhà lớp không? Còn đây là màn hình máy của Chip Boy. Thủ xong nhà, trận này cũng chỉ là đánh có 3A thôi. Đi một vài con cung giờ Chip Boy, đi một tên đi. Vâng, bắn nổ rồi. Bây giờ phải cơ cấu nhà, nâng cấp chặt gỗ 2. Dừng cung R, nâng cấp chặt gỗ 2 nhanh. Về lớp lên đời là rất muộn, nhưng đóng được L trong nhà, vì vậy làm chip boy phát triển không quá khỏe. Ở thời điểm này tham lai chỉ là 46, nhưng nhà E đã là 108 dành cho game thủ Hello Chip Boy. Nâng cả giáp lên đề phòng những con lạc đà trâu tới từ game thủ Quýt Cam. Bắt đầu bắn về lớp. Còn đây là sẻ, tham lai chỉ còn là 12. Chéo sang về lớp, về lớp bắt đầu có bánh xe và đang có hai chiếc nhà BL tại nhà mình. Bãi vàng về lớp, về lớp. Vâng, về lớp không nói gì cả. Anh chỉ lặng lẽ để chết cái bãi vàng bằng một con sọc đơn và một con lạc đà thôi. Lớp ngủ quên rồi. Lớp kia,
Vâng, có lẽ lớp đang chạy dần ở phía trong ruộng khi mà Chip Boy vâng đang mãi bắt từ cùng giờ tới từ cầu thủ. Hello Chip Boy, lần giáp lên Chip Boy. Còn đây là tuần đẩy. Vâng, và lớp là bài ra được ruộng. Đừng ra mình nhá. Xe còn tí vàng, liệu có đủ cái giáp 4 dành cho Chip Boy không? Chỉ còn 54 vàng thôi. Bơm đi như bị đánh thuế, vì vậy mà sẽ không đủ để nâng cấp giáp 4. Bây giờ Chip Boy phải cân đôi đấy. Tham lai. Chip Boy đang to nhất trên bản đồ, nhưng bây giờ nhiệm vụ phải cân đôi. Nhiệm vụ phải cân đôi dành cho game thủ Hello Chip Boy. Về lớp đang khá đông, mặc dù lên đời cực muộn, nhưng vì Chip Boy là người đánh cùng, vì vậy về lớp không mất dần và đang ra được khá đều. Tự đào 10 vàng đi. Bơm đủ giáp 4, 43 vàng rồi, tự đào 10 vàng. Tôi biết ngay là bị trừ thuế mà, vẫn đủ rồi. Nâng giáp 4 và cân đôi dành cho Chip Boy. Trận thi đấu đầu tiên trong C đấu thứ nhất. Vâng, chim sẻ gần đây đi tập thể hình, vậy mà tay chân bây giờ là lỏng lắm rồi. Vâng, Chip Boy cần phải siêu hay trận này thì mới cân đôi được, khi mà Seng của Quýt Cam cũng có khả năng phát triển là cực kỳ tốt. Seng đang đục, bị lọt vào. Tôi nghĩ là cũng không thành vấn đề lắm, chỉ cần vẩy e được các thứ thôi là có thể ổn. Tham lai 60. Vâng, tên thủ nhà tới từ game thủ Chip Boy. Khá mất tay. Một tên vào nhà và ăn được khá nhiều dần. Bây giờ thì phải đẩy màu 6 thật nhanh và thủ nhà xong dành cho game thủ Hello Chip Boy. Giáp 4 rồi, chặt gỗ 2, thiếu tuần đầu máu thôi. Còn đây là những con chém tới từ game thủ VLOP. Vâng, cơ cấu lại nhà, ngày hôm qua Chip Boy cũng đã có trận thắng 5-2 trước game thủ BB, cũng trong cái map làn này. Bây giờ thì phải... Vâng, Seng đang nở ra rất to khi mà sẻ tham lai chỉ còn là 3/52, 3 con đông dân. Seng Quýt Cam bắt đầu hồi rồi, một thời gian khá lâu mà không ai đẩy. Bo nhà chuẩn vào là hoàn toàn thủ được về lớp. Đây rồi, Seng tới luôn và cả lớp. Một tên có ý bắt quần, nhưng Quýt ơi, đi quân lối Quýt ơi, Quýt. Vâng, Quýt để ý rồi. Tên này sẽ là tên mà Chip Boy mới là người bắt quần. Để ý xây luôn cái bóng e. Thoải mái luôn. Liệu có một tên đẩy, vâng, đẩy quân thẳng không? Bơm đồ cho game thủ chim sẻ để chim sẻ khỏe ra. Tiếp tục công nhà bầu 6 chưa hẳn. Vẫn là một cơ hội để cho Chip Boy cân đôi trong trận thi đấu này. Cân thoải mái luôn. Bây giờ cho một dân đào vàng để lên cái đầu máu Chip Boy. Một tên đào vàng để lên cái đầu máu sẽ là mắc bình dành cho Chip Boy. Vâng, rất nhiều dân của VLOP chết. Chip Boy đang đánh hay, thực sự hay trong trận này khi mà VLOP xây lờ trong nhà. Nhưng bây giờ thì Chip Boy sẽ là thế trận cân đôi. Sao nào? Sẻ tham lai 10. Thừa gỗ cho sẻ ít gỗ đóng lờ nào Chip Boy. Vâng, Chip Boy đang khá khỏe. Rồi, tham lai. Chip Boy to cũng ngang với cả game thủ Quýt Cam. Nhưng đây là tên mà cần phải ăn vàng em ơi, lên cái đầu máu. Vàng quan trọng lắm, lên đầu máu quan trọng cực kỳ luôn. Chip Boy tham lai 77.
vẫn đang đỡ tham là tương đối tốt. Vâng, bắn vào nhà BA tới từ game thủ Quýt Cam. Không nên trèo dốc tuần này, cứ bình tĩnh mà đánh. Vâng, như vậy là Vên Lớp đang đi quản chim sẻ. Chim bòi đi một con đường vòng. Đây rồi, dãy nhà E. Hợp lý. Không, không, không phải đuổi đâu, tập trung vào chơi thôi. Tập trung chơi nhà màu 3 thôi. Và ngay trận đầu tôi đã thấy căng rồi. Ngay trận đầu đã thấy căng. Đây là xẻ, tham lai hồi lên 13. Đây là chip boy. Đóng nhà BC để nâng cái đầu máu. Vâng, cùng lúc này thì lúc này gần thủ Quýt Cam cũng đang quản xẻ rất ghê và xẻ không thể hồi. Trận này tôi bảo rồi, chỉ có là chip boy cân đôi thôi. Chỉ có là chip boy cân đôi thôi. Tham Lai vẫn đang đè cho các game thủ ở phía Team Game TV 55 và 45. Đứng bắn vào dãy nhà BE2 lớp của game thủ Quýt Cam. Có BC rồi. Và bây giờ sẽ là chuẩn bị tơn đầu máu. Vâng, nghe nói là chip boy chỉ đánh châu quân trận này có 38 dần, trong khi đó Quýt Cam 41 dần. Có cần phải tăng A và đẩy thêm không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Nâng cấp cái đầu máu. Rồi, tuyệt vời. Một tơn có lẽ là sẽ bắn hết dãy nhà E. Hãy để ý những con lạc đà, nó là những con đảo. Sẽ có móc máy được gì hay không trong cái thời điểm quan trọng này. Đây là xe. Một vài con sọc đơn móc máy vào ruộng đi, làm mất tay game thủ Quýt Cam. Còn đây là chip boy đang phải lùi ra khi mà số lượng lạc đà đảo là quá ghê. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại đóng thêm cái nhà L, tôi đánh hỗn mã bây giờ. Thế thì dị quá. Thêm một tuần cung to nữa dành cho chip boy. Chip boy đang điều R, chỉ tập trung vào bắn cung R rồi kệ mấy con lạc đà. Nó lao vào thì mình chạy, còn lại tập trung vào bắn những con cung R. Đảo cái gì đấy Quýt? Lao vào mà chém đi Quýt. Đảo cái gì? Đảo làm cái gì? Vâng, bây giờ thì đảo với chúng tôi này. Xông vào. Tôi không đối với lớp móc máy gì game thủ chip boy. Chip boy đang cầm một trận xe rất hay. Tham lai là 89 dành cho chip boy. Đầu máu lên xong rồi, giáp 4 rồi. Đứng ở cái dốc này và thiêu thôi. Đốt, đốt tất cả những gì mà mình thấy. Lợi thế dốc dành cho chip boy. Bắn được dãy nhà E và bây giờ là có dốc xong rồi. Quýt đỡ đi. Đảo với chúng tôi. Vâng, này thì đảo này. Alexander đảo này. Đông dân hơn à. Vâng, chip boy vẫn tham lại 9x. Treo dốc. Ở nhà vẫn rất chắc chắn. Và về lớp không thể chơi được. Trong khi đó sẻ đang cố gắng. Vâng, làm 10 con đông dân ở ruộng của game thủ Quýt Cam. Tuyệt vời. Nhưng sẻ cũng fit dần ở bên phía nhà chip boy. Đây là chip boy tham lại 94/156. Làm cái BB. Rồi, chắc cú vào. Thêm ruộng. 6-0 quan trọng lắm. Chơi đi. Bây giờ thì có Quýt hay là không? Vâng, một tuần nhắc tới thị trường phòng vừa khi mà dường như cái BB là vẫn chưa kín hạn. Tách một vài cung giờ xuống 6 giờ để ăn rừng của đối phương. 6 giờ. Vâng, tham lai 88 dành cho game thủ Hello Chip Boy. Cố lên nào. Trận đầu thắng cho nó khí thế. Vẫn rất đông lạc đà dành cho Quýt Cam. Đang phải lùi. Ấn vào rồi nhưng bây giờ phải lùi.
Nhưng mà đối phương cũng nở dần ra và có nhiều lạc đà đảo. Và khi lạc đà đảo thì cung R được bắn chạy. Và lớp không thể đục được vào nhà của game thủ Chip Boy. Cần phải điều R tốt, đừng để lạc đà nó đảo. Trong đó đây là sẻ. Sẻ đang móc dần của đối phương ở góc 6 giờ. Vẫn còn dần, vâng, còn những con sọc đơn trong ruộng chính của game thủ chim sẻ. Vâng, như vậy là Quýt đã để ý tờn móc này của sẻ rồi. Còn đây là Chip Boy, vẫn chưa để lọt nhà, nhưng tham lai cũng đang chỉ là 83 đấu quân liên tục từ bấy đến giờ. Lao vào mà thịt Quýt thôi. Thịt. Vâng, lực như thế này rồi, tăng đến 6A là ổn rồi. Tôi không nghĩ là có thể tăng được A thêm khi mà lượng gỗ của Chip Boy đang hơi vói. Vẫn đang đứng chiếm dốc. Quýt Cam vẫn đang cố để cho viên lớp hồi, nhưng tôi nghĩ là khó. Sẻ tham lai năm vẫn đang cố ăn được dần nào hay dần đó. Rất hiệu quả dành cho game thủ chim sẻ. Còn đây là tham 99, tham lên 1 lít rồi. Vâng, viên lớp không thể đục được vào nhà Chip Boy. Chip Boy không để lùng. Đây là Chip Boy chứ không phải là No 1 mà đòi lùng. Không còn gỗ để vẩy e. Tơn hơi nghiệt của game thủ Hello Chip Boy. Viên lớp bắt đầu hồi. Bơm đồ dành cho sẻ hồi. Bây giờ thì lại quay trở lại để có thể chơi con dốc. Vẫn chưa để bị lọt dành cho game thủ Chip Boy. Đó là điều quan trọng nhất. Vâng, đừng để bị đục là được. Không để lọt nhà thì win chặt trận này. Nhưng mà để lọt nhà thì khác ngay nha. Vâng, tôi vừa nói xong thì lọt nhà, bung ra ngoài để ăn gỗ thôi. Bung ra ngoài để ăn gỗ. Còn một mỏ gỗ ở hướng xuống 9 giờ cũng là sân. Sẽ bơm gỗ dành cho Chip Boy. Tham lai 119 của Chip Boy. Một tơn để lọt vào chết khoảng 4-5 dân rồi. Không đáng kể. Không sao, tơn này vẫn ngon. Tiếp tục bơm cho game thủ chim sẻ để chim sẻ hồi. Một tơn trèo thẳng nhà BA tới từ game thủ Hello Chip Boy. Tơn hay. Trong khi đó đây là sẻ tham 7. Và lượng quân của Quýt đi đuổi dân của sẻ bây giờ mới quay về. Chiếm A đi em. Chip Boy săn cái A này luôn. Quân bên phía nhà của game thủ chim sẻ bắt đầu về nhá. Đúng rồi đấy. Đấu quân rất đông. Đè nơi chỗ và bắn. Và ngay trận đầu mà đã căng rồi. Một trận thi đấu rất hay của Chip Boy. Một trận mà anh đã thủ xong nhà và không để lọt nhiều là được. Vâng, những pha điều của game thủ Quýt Cam. Nhưng bây giờ thì có đốt cái L này luôn không? Đứng ở đấy luôn. Tách một vài cung R vào để ăn dân thôi. Tôi vẫn đang thấy hình như về lớp hồi. Tham lai 110. Vâng, tham lai 119 dành cho game thủ Chip Boy. Cũng đang là yếu gỗ dành cho Chip Boy. Chip Boy mang thêm một tuần quân cực to tới để ốp game thủ Quýt Cam. Vâng, tơn đấu quần này tôi nghĩ là đều là đầu máu cả rồi thôi. Vẫn đang cố gắng quản vỗ là game thủ Vạn Lớp. Vâng, tham lai 106. Một tơn vượt cháy hai cái ruộng, ba cái ruộng. Sẽ xem hộ cái tham cho khán giả nào. Vâng, xem hộ cái tham lại cho khán giả nào. Đây là cái tham lai. Vâng, như vậy là cuối cùng thì Quýt cũng đã Quýt rồi. 1-0 trong xê đấu đầu tiên. Vâng, quá căng đi. Trận này đánh mất 30 phút ở ngoài đời và 52 phút trong game. Các bạn có biết kèo ngày hôm nay là kèo quá hay, kèo siêu hot.